vô em và wow. Wow. Và chào mừng em quay trở lại với channel của Sĩ Giá. Mình là Shiret đây. Cần mình bán mặt Amelie đi nhé. Đồ này đánh gì nhé? Đồ này cho Quy, đồ này cho Yon được này em. Hợp lý đấy. Yon được anh em ơi, Yon được đây, có cái Gaia. Chơi thú. Chơi thú 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 được đấy. Lại thú à? Chơi thú nhiều quá nhỉ? Ý là thú cũng khỏe thật nhưng mà mình cứ chơi thú nhiều quá không ta? Trận này nhiều tiền nhất là mình cứ chơi chơi thôi. Run. Chứ Gaia thì làm sao mà đánh thợ săn quỷ được? À, Gaia thì làm sao mà có đánh cung để lấy thợ săn quỷ được? Như thế bị nhiều thủ pháp quá. Có Gaia thì đánh thường đánh thú thôi. Yon thú à? Nhưng mà muốn đánh cung nhỉ? Tại kiểu lâu rồi không đánh cung ấy. Nhớ nghề, ngớ nghề. Rát trong rát đi. Ồ, bạn Hà tên. Nó bạn này. Thú à, chán nhỉ. Thế trận này đánh cung cũng được đấy. Suy nghĩ nhé, cân nhắc nhé anh em. Let me cân nhắc. Xem ra tướng gì nữa. Lại ra thêm cái đồ 40 mana nữa, ra thêm truy hồn nữa thì thôi khỏi chơi, chẳng phải chơi khỏi chơi Yon luôn ấy chứ. Phát đấm thêm một phát nữa bạn ăn 2 AT được. Và nó dày hết cái team mình. Không tị. Không chết được, này nhiều 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 các thứ quá, này Gaia các thứ nào ấy. Cay thật quá, Gaia cái thứ mình không sống được với con HT nữa. T2 sẽ biến. Thật cũng chả gì sống được với nó. Mà để Amelie mà nó sấy trượt xong rồi nó phải sấy lại. Khó sống lắm. Hai đồ vút không tàng các thứ à, phun tốc đánh à, thú ngon quá nhỉ. Cái này tươi đấy, do nè à. Say hello to my little friend. Chơi có thương không? Thương quá này. Đàm ra gì đấy anh em ơi, đàm này cũng ra gì đấy, nhịp tốc đánh thật.
Chưa biết đánh gì nhỉ? Nghĩ phép hả? Phó xin luôn không? Em muốn cho ông rap được. Rap đi. Coi. Hay chơi voi nhỉ? Lậu không chơi voi. Chơi voi hai thợ săn quỷ. Cũng được, không thợ săn quỷ nữa thì có Gaia rồi. Voi. Cân nhắc được em ơi. Hay cho voi đi. Tìm nó phát em. Hơi muốn đánh cung anh em ơi, muốn đánh thù lắm. Vào công ty phát này. Vào một công ty lâu quá. Không được. Cho con floor thôi. Chờ con vào công ty sang năm. Dùng cho nó công ty, ok. Sấy. Không được, không ăn thù. Sẵn phỉ. Thử đỡ đòn nhá. Ăn kẹp voi cũng được, kẹp voi cũng khá là tính. Đao Noman này. Đao Mandy à. Cầm hết. Bio cần nữa. Xuống bắt đáy à. Nhóm sấy điên quá anh em ơi. Mà cho hai tốc đánh này sấy đã man thật. Đi 2 này. Em cùng chiến em vui. Con này cũng được Hensu. Con này cũng cầm được cái này anh em đi. Không cần voi đâu. I guess we don't need elephant. Sấy hết rồi. Đánh thượng không được. Thua các bạn AT này ghét nhỉ. Gì không nó. Đen. Đen. Ôi xồi ôi, full đam. Không sợ ai hết, anh em ơi, không sợ ai hết. Voi bỏ nhá, không chơi voi đâu. Dù voi cũng ngon đấy nhưng mà Senel lại cũng tím. Không chơi Senel được rồi. Phoenix này cũng thích này, ui đỡ bán được bung. Phoenix à, 2 cung nữa à, 4 cung à. Ý là cũng được, hai con Noman kia đang Noman 2 nên mình cũng bung. Nhân hai này lên đây đi. Vết thương nào. Thương đáy. Hai thương đáy bên kia. Cần bán AT nhé, lỡ lên cấp. Ôi giời ơi, xin mình thôi. Trời ơi, không hồi máu cho John mình rồi, đi bộ lên xử nó cay thế nhở, con heo này rốt thật. Má nó đi bộ xử lên ạ, John mình có con đấy hồi máu phải điên không?
Đi lên làm gì em ơi, ở đây với anh. Giống thế. Treo giữa đây. Ui crack, ngọc đại. Quá sấy mãi không chết con voi mà con voi nó sấy chết ngược mà mình yon kìa. Điên rồ thật. Sự điên rồ em mới sấy mãi trên voi kìa. Ghét thế nhở. Thấy có đam gì cả. Mình nhầm mua hai crash nhá, mình mua một crash là vui thôi. Cay thật đấy anh em ơi. Cái gì được. Phương bắt bên này rồi à. Bắt cái này à bạn. Hai bạn bắt hai bên à. Bạn nào đáng sợ hơn. Bạn này không đáng sợ lắm. Này thánh đồ mình cọc đầu liền. Này cái Yon 1 này trông nó hèn quá. Yon 2 cái gì chứ ta. Quét nộ luôn, đẹp này. Đấy, đứng lên hồi máu, các thứ. Thế em ơi làm sao ấy, mình không thấy một con Yon nào từ nãy giờ luôn ấy mà tỷ lệ ra tướng ba vàng là nhiều nhất luôn. Chắc lên level 8 sẽ được con Yon 2 xong rồi mình sẽ chơi bằng chưa biết nữa, mình suy nghĩ tiếp. The door to another dimension opens now. Kệ, lên 9 đi. Tự tin lên 9 đi. Anh em John 2 phát từ lên 9 nhỉ. Thế lên 9 sớm cũng được, mình thực ra team mẹ cũng ngoài yếu. Trong toàn tướng 1 thế thôi nhưng mà không yếu đâu anh em. Làm sao đập John 2 luôn nhỉ. John 2 sớm đi. Xong rồi lên 9, ừ, đập John 2 sớm rồi lên 9. Giữ một John 2 nhưng mà cỡ còn con teo. Con hai luôn này. Victor luôn. Tín rồi. Thay cho Victor thử cũng được. Thôi, trong tín. Thế thì tìm teo. Tìm teo. Tự nhiên ra lắm giòn đấy. Thế cái lúc mà mình không tìm nữa thì nó lại ra lắm giòn thế.
cười bán tạo để lấy thêm tiền đấy. Thì mua lại con rocker được, rocker nhiều mà chơi. Phải trưởng thợ săn quỷ đấy anh em ơi, ba thợ săn đấy sao yếu vậy, phải cả nhái ạ. À, thôi roll tiếp rồi anh em ơi, mà roll tiếp lấy 6 cung thôi, 6 cung bỏ thánh đồ số 3 cung thợ săn quỷ ngủ được. Thương hay truy hồn, thương hay truy hồn, nhớ không ra truy hồn thì sao, nhớ ra tưởng thì sao. Đòn bàn nhanh chóng thật. Chơi không teo đâu nhỉ, kỳ quặc ghê. Bản thân gặp mình thì đúng là khóc rồi, mình như gặp bố mình. Bản thân thì mình không sợ, nhiều bạn bản thân thế. Ê mà vẫn cần một con teo ấy anh em ơi. Ý là vẫn cần một con teo ấy. Nhái thật. Một con gì luôn. Lại bán rocker đi tiếp à. Cung gì nó điên hơn mình anh em ơi, mình John Bay mà mình xong 6 cung. À, teo đâu? Trời ơi. Má nó bây giờ nó mới ra. Chị, nhà em đấy. Chết bà, nhiều đồ thế. Giờ ta sẽ gặp nhau, giờ đến lâm 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 đi. Cái phát trí nó lên con tìm con cát thôi. Thì mãi được con teo ạ. Bực vãi. Grow up, grow strong. Grow up. Nasi, hoa Nasi tiếc nhỉ? Thì ra tướng một vàng ít vãi. Biết thế khóa lại không? Ừ, tốt hết. Rất nhiều bò. Không, lỡ phòng mất hai vàng. Tiếc nhỉ, hay bán Sephira. Sephira chắc điên sướng lắm. Riêng con John thì 3.000 giáp phép thì không cần phải chê rồi. 3.000 giáp phép quá là trâu rồi. Sử đã xì đi. Thêm 2 vàng tiết kiệm lên 9. Tự tìm sẽ có lại anh em ơi. Quyết tâm. Trách thương phát nhá. À nó mình còn lâu mới lên. Ghostwalker.
Magic lights is fleeting. Dark magic. Get Eve or get Eve. Who wants to play a game? I feel. Sáng quỷ cũng hơi run nhỉ. Theo đi phát đẹp nè. Không có thánh đồ, không có thánh đồ nữa ta. Không thánh đồ đánh có điện hơi run. Để đi Darcy nhá anh em nhá. Kim Darcy lại em cũng đỡ quên. Năng pháp nghị viện phái. Chắc mệnh. Ta đi. Đấy, Darcy lại có mà. Con này luôn nè. Con này mới quan trọng này em ơi. Sắp đen. Tốt góc kia nhá. Tốt đánh, cứ thường tốt đánh à. Ba nghìn giáp phép anh em ơi, 3.000 giáp phép cho Yon thì làm sao mà nó chết được, không hiểu chết kiểu gì luôn ý. Ba nghìn giáp phép thiếu thánh đồ, không có thánh đồ, không có thánh đồ về, là sao nhé? Cần thêm một thánh đồ nữa là đủ vị anh em ơi. Xenia 36 à, lên luôn không nhỉ? Hết tiền, không đủ tiền anh em nhé. Không đủ tiền, không đủ tiền, không đủ tiền. Hai pha nữa. Một pha nữa cũng được, mà một pha nữa hơi thỏ tiền nhỉ. Pha nữa mới hơi thỏ tiền. Lo này xin không chết này, con cát này gặp mình cho tắt điện. Rồng này thổ chi hồn. Ilu. Thương đáy, nhưng mà rồng này không thổi được. Mình cần thêm con quy nữa. Ngon, gặp nhà bán thần này, 10 điểm luôn. Thần gặp ai chứ, gặp cái thằng John 3.000 giáp phép này thì... Ui dồi ôi. Nhảy. Và thêm hai bạn đi nào. Tình con cát này khỏe thế. Khỏe chứ. Bỏ ma phích nghĩ miễn phái được rồi này. Tình quy. Luôn. Luôn đi. Quá khó đỡ. Nhà bán thần gặp mình thì đúng là chỉ khóc. Chỉ có thể là khóc thôi. Thần Zippo đánh gì nhỉ? Zippo đánh hắc ám à? Hắc ám bán thần à? Hắc ám bán thần ma tộc à? Sắp khóc. Sắp khóc thôi. Đồn phát hết kìa. Khác đâu. Hết tiền. Thôi đừng động gì. Biết đâu cần thêm con QC anh em ơi. Cần con QC nữa này xem.
Như của team này quá hoàn hảo. Yon 3000 sát. Quy xuống auto đấm được. Không tăng sót tướng mày nhé. Thế mình không thể con QC anh em ơi. Đó cũng không cần. Hay kết à? Cho Richter hoặc là cho Quy. Quy, cho Quy thì đấm đấm nước luôn. Ngon đấy, cho Quy đi. Quy và tím. Cho cái này con Quy cho con khác. Cho con Phoenix được. Nhiều đam. Này cái sát thủ khổ nó sao chơi. Cho con Quy. Cho xuống đáy bên kia. Mà thua nha mày. Không chạy đâu được. Không chạy đâu ra khỏi nắng được. Nó Quy mình ăn choáng này, đen hết. Rồi một con Yon 3000 ra phép. Thì đỡ được. Điên rồ thật. Khó đỡ thật, công nhận. Mình nhìn thấy con Yon 3000 giáp phép này chắc mình cũng khóc khóc tét. Trời ơi. Đáng sợ. Vậy thôi anh em ơi, mình đến đây là kết thúc rồi. Em thích cứ chuyện thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye anh em.